Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phóng sự khai trương phòng đọc sách Cô Giang do Đậu Thanh Vân và Bích Phượng thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Phòng đọc sách Cô Giang tọa lạc tại 6329 Arlington Boulevard, thành phố Fortress, Virginia, kế bên phòng thu hình của đài SBTN DC, đã được khai trương vào ngày 1 tháng 3 2020. Sau đây là những hình ảnh chúng tôi thu nhận được trong ngày Chủ nhật vừa qua. Nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam tại hải ngoại nói chung và vùng Hoa Thịnh Đốn nói riêng, sau gần 8 tháng từ ngày 22 tháng 6 năm 2019, đã có một buổi gây quỹ để thành lập một phòng đọc sách và được đặt tên là phòng đọc sách Cô Giang. Buổi gây quỹ rất thành công và số tiền gây quỹ được hơn 10.000 Mỹ Kim. Vào ngày Chủ nhật vừa qua 1 tháng 3, 2020, ngày khai trương phòng đọc sách Cô Giang đã được tổ chức vào lúc 2 giờ trưa với sự tham dự hơn 70 người trong cộng đồng và hầu như những nhà thơ văn cũng đã có mặt. Họ đã tặng những quyển sách rất quý báo. Kính thưa anh Võ Thành Nhân, xin anh cho khán giả của đài SBTN cũng như VTV biết được là tháng 6 vừa qua, 2019, mình đã có một cuộc gây quỹ để thành lập phòng đọc sách Cô Giang và hôm nay là ngày 1 tháng 3, 2020. Mình sắp có một buổi khai trương, xin anh cho biết những cái diễn tiến xảy ra và những thiện nguyện viên cũng như những cái khó khăn gì mình đã trải qua. Nếu mà nói về khó khăn thì sự thật không phải là khó khăn, mà chúng ta tìm cái resource để mà giúp chúng ta để mà làm những cái công việc mà hàng ngày phải đến đây, tức là từ sáng cho tới chiều á, thì những ngày đi làm như vậy thì chỉ kiếm được những người là người lớn tuổi để mà giúp cho chúng ta về vấn đề manpower. Vấn đề gây quỹ thì tháng 6 năm ngoái thì chúng tôi gây quỹ khoảng được 10.900 mấy chục đồng, tức khoảng 11.000. Khi mà gây quỹ được như vậy thì chúng tôi có cái phương tiện để mà sửa cái phòng đọc sách nó đã có trước của ABACAP, của VATV. Phòng đọc sách trước kia đó gồm có tiếng Anh, tiếng Việt lẫn lộn, thì có những cái kệ sách rất là cao. Và về vấn đề an toàn thì khi mà thành lập cái phòng đọc sách Cô Giang thì chúng tôi chọn những cái kệ sách mà nó an toàn, có nghĩa là nó đứng vững. Cho nên là chúng tôi đã thay những cái kệ cũ trở thành những cái kệ mới, và cùng lúc như vậy thì cũng có cái cơ hội để mà chúng ta đưa những cái sách bằng tiếng Anh ra khỏi phòng đọc sách Cô Giang và chỉ đón bằng tiếng Việt mà thôi. Khi mà đón bằng tiếng Việt thì chúng tôi cũng có một cái là chỉ nhận những loại sách nào mà phù hợp với lại cái khuynh hướng về cái chủ trương của phòng đọc sách Cô Giang. Cũng xin lặp lại là chủ trương của phòng đọc sách Cô Giang là một cái sứ mệnh làm thế nào để gìn giữ bản sắc văn hóa qua cái vấn đề gìn giữ cái tiếng Việt, qua cái cơ hội để chúng ta có cái nơi để mà các em hoặc là cái người lớn tuổi có được cái cách, phương tiện để học cái phương pháp đọc tiếng Việt theo phương pháp nhóm âm của giáo sư Nguyễn Ngọc Yến. Phòng đọc sách Cô Giang gần như là cái nơi để mà giúp cho cái cơ hội để chúng ta đọc nhiều hơn là một cái nơi để cho chúng ta mượn sách. Do đó nên phòng đọc sách Cô Giang không có cho mượn sách, mà sách ở phòng đọc sách Cô Giang để cho quý đồng hương đến đây để đọc. Có những người tới đây để mà viết những bài về tài liệu hay gì đó thì đây là cái cơ hội rất là tốt. Nhưng mà ngoài ra thì nói về tiến trình mà gọi là khó khăn nữa đó, thì chúng tôi còn gặp một cái khó khăn. Không phải dễ để mà đưa sách lên kệ. Phải rất nhiều người đọc và chịu đọc để mà tìm xem những nội dung của những cuốn sách đó có những cái sự phong phú của nó, nhưng mà cũng có sự chọn lọc của chúng tôi là làm thế nào để mà chọn được cái sách như vậy đó rất là khó. Sách rất nhiều, thể loại về văn học, văn hóa, chính trị, xã hội, thi văn, có những cái sách, rất là nhiều sách nấu ăn. Cùng lúc thì cũng xin thưa quý vị là đồng hương cho chúng tôi sách rất là nhiều, nhưng mà cũng có một sách mua từ Việt Nam. Do đến khi mà nhìn không kỹ mà đọc không kỹ thì chúng ta cũng có thể bị nguy hiểm là chúng ta đưa một cuốn sách ở từ trong nước mà lên đến cái kệ sách của phòng đọc sách Cô Giang thì nó mâu thuẫn với lại cái khuynh hướng của chúng tôi, những người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Do đến nên cái văn hóa của cộng sản mà chúng ta đưa lên thì giống như một cái văn hóa hợp vận như đó. Do đến vấn đề tế nhị ở đây là cái nhóm anh chị em mà chịu đựng để mà đọc sách, để mà đưa sách lên kệ đó là những người đó rất là có tâm và chịu khó lắm mới tuyển được những kệ sách. Hiện nay thì chúng tôi có gần 3.000 cuốn sách ở trên kệ rồi đó. Thì có thể nói rằng đây là một cái công trình của rất là nhiều người chứ không phải chỉ có riêng một người. Nếu mà nói về thiện nguyện viên thì rất là nhiều. Có những người muốn tới chỉ mà giúp về vấn đề giống như là construction, có nghĩa là xây cất,
Giống như khi mà nói chúng ta xây cất sơn sửa cái phòng đọc sách Cô Giang ấy, thì chúng ta phải nói trưởng Tiến, trưởng Trứ, những cái anh trưởng hướng đạo giúp cho chúng tôi. Khi nói tới cái design cái phòng này để vẽ những cái kệ mà chúng ta có được cái hình thù như vậy đó, là phải nhờ anh kiến trúc sư Trí, Trí Tôn để mà anh vẽ cho cái bản vẽ. Và khi mà nói tới cái vấn đề mình gọi là đưa sách lên kệ đó, thì chúng tôi cần hai người, cái kho có hai người, có nghĩa là anh Trần Nguyên Công và Nguyễn Thành Công, để mà đưa những cái cuốn sách để mà lên trên kệ. Và ngoài ra thì cũng nhờ ông hiện tại Phan Nhân Ba, một số những người giống như chị Bích Thủy, chị Trần Ngọc Thủy và bà luật sư Quỳnh Ngọc Anh và một số người nữa đứng để mà giúp chúng tôi. Thì anh Thuận bên nhóm Vovinam có trong tương lai sẽ hợp tác với phòng đọc sách Cô Giang. Do đó anh Tô Khoa với anh Thuận cũng có một cái ngày tới đây giúp để mà mong cái này nó hình thành cho sớm. Để mà nơi đây còn là nơi để cho các em ngày thứ bảy học SAT. Vậy tại vì cái nơi đây là còn là nơi để cho các trẻ em đến, mấy em hướng đạo đến để mà sử dụng cái phòng đọc sách Cô Giang này giống như một cái phương tiện để cho các em có cái nơi giống như là ngoài vấn đề mà use in media thì còn là cái nơi để cho các em học. Và được biết vào cuối tuần, giáo sư Yến Nguyễn sẽ có những lớp dạy đọc tiếng Việt cho các em. Kính thưa cô, nếu mà các em đến phòng đọc sách Cô Giang, cô nghĩ loại sách nào sẽ là phù hợp cho từng lớp tuổi hay là theo cái trình độ tiếng Việt của các em? Trước hết thì các em lại đây rồi tôi sẽ tùy theo trong lúc nói chuyện và đọc với tôi, rồi tôi sẽ tùy theo cái khả năng của các em để tôi chỉ nên đọc những cái gì. Và lời chia sẻ của một quan khách đến tham dự. Thì hôm nay là tôi tham dự cái ngày khai trương của cái phòng đọc sách và được nghe quý vị trong ban chấp hành giới thiệu. Thì cái cảm nghĩ của tôi đó là tôi hoàn toàn ủng hộ và khuyến khích và rất là kính phục những người ở trong cái ban quản trị đã cố gắng duy trì cái ngôn ngữ của Việt Nam. Và những cái chương trình của ban quản trị đưa ra đó thì là gọi là coi như là cái bước đầu. Dĩ nhiên tôi cũng có rất là nhiều những cái ý kiến mà có lẽ là tôi sẽ tiếp xúc với ban quản trị trong tương lai để mà đóng góp cho họ. Mặc cái công tác này thì tôi thấy nó là một cái công tác rất là lớn và rất là khó khăn. Cái chuyện khó khăn mà lớn nhất mà tôi thấy đó, tức là làm sao mà lôi cuốn được những cái con em mình tới đây để mà học. Nói thì rất hay, nhưng mà cái điểm then chốt mà khó khăn nhất là làm sao kéo những cái con em tới. Mà sau khi họ tới đó, thì mình phải có một cái chương trình nào mà để mà tiếp tục, để họ tiếp tục mà họ theo dõi được. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự ngày khai trương phòng đọc sách Cô Giang tại thành phố Fort Church, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau.